Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tuần 25, trang 85. Viết bài tập làm văn số 6, văn nghị luận làm tại lớp. Một la mã đề bài tham khảo. Đề 1. Dựa vào các văn bản chiếu dời đô và tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo như lãnh đạo anh Minh như Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước. Đề 2 là từ bài bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Hãy nên nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành. Đề 3, câu nói của Gorky: hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống. Gợi cho em những suy nghĩ gì? Thì cái yêu cầu ở đây các em sẽ ôn luyện kỹ về một là các phép lập luận chứng minh và giải thích đã học ở lớp 7, hai là luận điểm và cách trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận, ba là các kỹ năng dùng từ đặt câu, nhất là kỹ năng sử dụng kiểu câu phủ định. Thì đề 1 ở đây mở bài thì các em có thể nói dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Đó là một cái truyền thống rất đáng tự hào. Đất nước sống đời thái bình, no ấm chính là nhờ tài đức của các vị vua, các vị tướng sĩ văn võ song toàn như Lý Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn. Họ là những người lãnh đạo anh minh suốt đời vì vận mệnh của đất nước. Qua hai văn bản chiếu dời đô Lý Công Uẩn và văn bản hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều đó. Thân bài: nhà Đinh Lê không noi theo dấu cũ của Thương Chu, giữ nguyên vị trí kinh đô tại Hoa Lư, mà đất Hoa Lư chỉ là chốn rừng, núi rừng hiểm trở khắc nghiệt. Điều đó khiến thời vận đất nước gặp nhiều trắc trở. Lịch sử cũng đã chứng minh điều đó. Hai nhà Đinh Lê triều vận ngắn ngủi, nhân dân gặp nhiều khó khăn. Có thể nói việc phê phán hai triều Đinh Lê là một phần lớn đã thể hiện cái tầm nhìn lãnh đạo của Lý Công Uẩn. Ông đã nhìn rõ một thực tế quan trọng: đất nước đang bước vào thời bình, Hoa Lư không phù hợp với vị trí kinh đô nữa. Trần Quốc Tuấn cũng vậy. Từ thực tế của việc dẹp Nguyên Mông xâm lược nước ta lần một và thái độ của chúng hiện nay, ông đã thấu rõ cái nguy cơ của một cuộc chiến chống xâm lược. Sang nước ta, quân Nguyên Mông uống lưỡi cú diều mà sĩ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, đi lại nghênh ngang bắt chân ta cống nạp khoáng sản vàng bạc. Vậy rõ ràng chúng chưa hề thấm thía bài học từ thất bại của cuộc xâm lược lần một và đang mưu mô cuộc chiến tranh ăn cướp lần hai. Giặc như vậy, còn lực lượng quân sĩ ta thì sao? Vị nguyên soái lợi lạc thêm một phần đau xót khi chứng kiến cảnh binh sĩ dưới quyền lơ là mất cảnh giác trước cái nguy cơ mất nước. Hoặc thích chọi gà, hoặc mê tiếng hát, chơi cờ. Ông cay đắng chỉ ra một điều tất yếu là khi giặc đến, những cái thú vui ấy chỉ trở thành tai họa. Cửa gà trống không đâm thủng áo giáp của giặc, tiếng hát hay không thể làm cho giặc đi tai, mèo đánh cờ không thể làm mua lượt nhà binh. Thì từ việc nhìn nhận thấu suốt tình hình đất nước, các nhà lãnh đạo anh minh đều xác định rõ cái nhiệm vụ của quân và dân. Điều quan trọng là họ có những cái quyết định đúng đắn, những cái hành động táo bạo để đưa đất nước đến được bến bờ của sự bình yên và phát triển. Lý Thái Tổ xác định nhiệm vụ hiện tại là cần dời đô khỏi Hoa Lư, nhưng dời đô đến đâu? Thành Đại La là nơi trung tâm trời đất, có thế rồng cuộn hổ ngồi, lại tiện hướng nhìn sông giữa núi. Dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta chỉ có nơi đây là thánh địa. Từ việc có ý thức sâu sắc ưu thế của Thành Đại La đối với việc phát triển đất nước, Lý Thái Tổ đã quyết định đúng đắn là thiên đô về mảnh đất văn hiến này.
Trần Quốc Tuấn trên cái cương vị tổng chỉ huy của kháng chiến trong quân Nguyên Mông đã khẳng định ý chí đánh giặc của toàn bộ dân tộc, đồng thời khuyến khích động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Ông khuyên quân sĩ phải biết kiềng canh nóng mà thổi rau nguội, phải biết ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ vậy, ông còn soạn thảo binh thư yếu lược nhằm làm sách lược cho binh sĩ tập luyện rèn quân. Kết bài, các em sẽ nêu suy nghĩ của bản thân em. Rồi tiếp theo đề 2, mở bài, bàn luận về phép học. Bàn luận về phép học là một phần trong bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi cho vua Quang Trung để bàn bạc, tìm cách đổi mới cho phương thức học tập thời bấy giờ. Văn bản nghị luận này không chỉ có giá trị đương thời mà còn ảnh hưởng đến cái cách học của chúng ta sau này. Học phải đi đôi với hành, học phải kết hợp với hành là luận điểm tiến bộ trong bài tấu mà ngày nay chúng ta còn làm theo. Vậy giữa học và hành có cái quan hệ như thế nào? Chúng ta cần làm rõ vấn đề trên. Thân bài giải thích. Học là cái hoạt động của trí óc dễ tiếp thu những cái mới, những điều chưa biết. Học còn là bắt chước những cái hay, cái đẹp của người khác. Hành là thực hành, là ứng dụng những gì đã học. Tác giả khuyên học phải có hành, nghĩa là học và hành phải đi đôi với nhau. Không thể học mà không đi đôi với hành, và ngược lại, học mà không học, hành mà không học. Tại sao học lại phải đi đôi với hành? Nếu học chỉ để nhồi nhét một mớ kiến thức, sách vở vào đầu thì có lợi ích gì không nếu không biết đem những cái điều đã học ra áp dụng? Học mà không hành như vậy thật là vô ích. Phải biết đem cái học ra áp dụng vào thực tế thì cái học ấy mới có giá trị. Ngược lại, chỉ hành mà không học theo kiểu trăm hay không bằng tay quen thì rõ ràng là cực đoan và nguy hiểm. Hành mà không học thì làm sao biết được đầy đủ kiến thức về sự vật, sự việc để ứng phó trong mọi trường hợp, mọi lĩnh vực. Hành mà không học thì chỉ là sự mò mẫn, chẳng khác nào đi trong đêm tối, vừa mất thời gian, vừa hỏng việc. Rõ ràng, kiến thức không phải tự nhiên mà có, tất cả là những cái kinh nghiệm quý báu đã được rút ra từ thực tiễn, có giá trị đúng đắn và được nhiều người chấp nhận. Cho nên, hành không thể không học. Ý thức được điều này, ông cha ta thường xuyên học hành, học hỏi, học tập. Học hỏi hiểu hành là phương châm mà mọi người cần hướng tới và làm theo nó. Tác dụng. Phải gắn liền học và hành, cần hiểu hành ở đây không chỉ là những cái bài tập áp dụng trong sách vở, mà hành là còn là những cái điều đã học phải đem ra áp dụng vào đời sống, cái thực tế. Ví dụ, một kỹ sư học lý thuyết trong trường, khi về công xưởng anh ta phải biết áp dụng những điều đã học vào cái thực tế sản xuất và cuộc sống. Học để cung cấp kiến thức cho thực hành, giúp cho thực hành dễ dàng hơn. Học để đem áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, hành còn củng cố hoàn chỉnh cho học. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường phải biết áp dụng tốt cái phương châm học này để việc học ngày càng đạt kết quả hơn. Lời khuyên này còn có một tác dụng chỉ ra con đường học tập đúng đắn, nhất là đối với một số người lười nhác, không chịu thực hành, chỉ muốn rập khuôn theo lý thuyết. Kết bài. Tóm lại, qua cái tư tưởng tiến bộ, Nguyễn Thiếp đã chỉ ra cho ta thấy được một, được học và hành là phải là hai mặt đồng thời của một quá trình học tập. Không được coi nhẹ mặt nào, coi nặng mặt nào. Bài học cho bản thân về vấn đề nghị luận trên. Tiếp theo đề 3, mở bài. Nêu suy nghĩ của em về nhận định của em, Gorky đã nói, hãy yêu sách. Thân bài, người đời thường nói,
Bộ lông làm đẹp con công, tri thức làm đẹp con người. Trong đời sống xã hội hiện nay, nếu không có tri thức thì sao? Con người có tồn tại và phát triển được không? Sách báo, một nguồn thông tin để biết được mọi diễn biến xảy ra trong và ngoài nước, đồng thời tiếp thu được các kiến thức lạ. Sách là nơi con người lưu trữ và truyền lại những cái kiến thức lịch sử. Sách có sức sống phi thường vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. Chính vì vậy, cuộc sống nhờ có sách mà con người cảm thấy như thế nào? Thoải mái, mở rộng tầm hiểu biết hay là nâng cao hơn? Sách bao giờ cũng mang đến cho ta nhiều điều mới mẻ. Sách có nhiều loại, nhiều đề tài khác nhau. Do đó, nó giúp ta có gì? Đến với sách, ta có những cái có thể biết bất kỳ xảy ra trong đâu. Chẳng hạn sách lịch sử giúp ta hình dung được những cuộc đấu tranh ác chiến thời vàng son của các triều đại. Sách và học thể hiện tài năng của nhiều nhà văn, cho ta biết thưởng thức thơ văn, bồi dưỡng tâm hồn, toán học lại khiến ta phải tư duy đầu óc. Sách còn giới thiệu với ta nhiều kinh nghiệm, thành tựu về khoa học, nông công nghiệp và cả chính trị. Ngoài ra, sách còn là hướng dẫn viên đưa ta tới những danh lam thắng cảnh kỳ quan thế giới. Tất cả đều dùng để khẳng định sách là nguồn kiến thức như thế nào. Nó dạy cho ta biết bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống, giúp ta ngày một hoàn thiện bản thân, nhân phẩm, đạo đức. Cho nên, có thể coi sách là một người bạn thân như thế nào, hữu ích, mang lại niềm vui. Sách không chỉ giúp ta mở mang kiến thức mà còn đem đến cho ta nguồn hạnh phúc, sự thanh thản cho tâm hồn. Do vậy, câu nói của em Jokowski rất đúng đắn. Bên cạnh mặt tốt luôn có cái xấu, vì vậy cần phải biết chọn sách phù hợp với lứa tuổi của mình. Mục đích của chúng ta khi đọc sách là gì? Giải thích một cách lành mạnh, thêm kiến thức. Nhưng coi sách cũng có khi là cách tự học, nên phải đọc sách đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đọc như một con mọt sách hay để rồi không còn thực tế chàng Don Quixote. Chúng ta cần sắp xếp hợp lý về thời gian, đọc sách đúng cách, biết kiến thức của sách thành riêng của mình. Nó sẽ là người bạn tốt cho ai biết nâng niu, trân trọng và học hỏi. Kiến thức còn giúp cho xã hội văn minh thoát khỏi nền lạc hậu. Một xã hội chú trọng nhiều đến cái tài trí thì sẽ có nhiều nhân tài. Một đất nước có nhiều đội ngũ khoa học thì sẽ có những phát minh, máy móc hiện đại tân tiến. Cho nên, kiến thức là con đường sống của mọi người. Đó là con đường của ước mơ và hy vọng. Biết hướng về tương lai bằng cái niềm tin tự khám phá mình để hoàn thiện nhân cách của mình. Vì thế, nếu không có sách thì con người sẽ sống trong tối tăm, dốt nát, mất tự do. Kết bài, quả thật câu nói của em Jorgi là một người khuyên chí, là một cái lời khuyên chí tình. Sách rất quý nhưng không tự đến với con người, mà con người phải tìm lấy sách để đọc. Ta phải đọc sách một cách ham mê và đọc với cái tinh thần chủ động, suy nghĩ, nghiền ngẫm. Đọc và làm theo sách sẽ giúp ta trau dồi, nâng cái tầm hiểu biết của ta ngày một cao hơn. Sách đúng là một kho tàng trí tuệ của nhân loại và là cái giá trị vô giá của loài người. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.